Ngày xưa thì em có thích con gái, nhưng mà buồn cười ở một chỗ là ngày xưa em cũng bị bạn gái em cắm sừng. Ồ có luôn hả? Dạ vâng, em đưa bạn ấy đi chơi bạn thân của em trong lớp. Và sau đó thì hai bạn ấy yêu nhau luôn và em không biết điều đó. Có nghĩa là khi em đưa bạn gái mình gặp bạn thân, thế là bạn gái em thân với bạn thân em hơn em. Vâng. Cuối cùng rằng là em mới phát hiện ra là từ đó phụ nữ đã không còn sức hấp dẫn với em nữa. Dạ. What's Gạt Mở, chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows. Hai em, tối nay em có bận không? Nếu không thì anh mời em đến nằm cạnh anh để anh chiều cho em chill. Anh là Hoàng Long, anh là một người mẫu và anh đã góp mặt trong khá nhiều MV nổi tiếng. Em đừng nghĩ anh hoàn hảo nhé, tại vì anh cũng đã từng có một ngoại hình ý ệ thời bé đấy. Nhưng việc tập luyện thể thao đã cho anh có được bản thân của hiện tại. Và anh sắp có được em. Em có thích một mối tình mập mờ không? Nếu có, thì xin lỗi anh không cho em được, bởi vì phòng anh có đèn. Anh đùa đấy, nhưng mà sự cô đơn của anh thì là thật. Anh chỉ có những cuốn sách là bạn mà thôi. Và anh phát hiện ra việc đọc sách nó khác xa với việc yêu một cô gái. Bởi vì đọc sách anh sẽ đọc từ từ, còn yêu em anh sẽ yêu cho chết đứa đừ. Chọn anh em nhé. What do you think? Lò mát mát. Lò mát mát. Lò mát mát. Lò mát mát. Mát mát. Mát mát. I have no words to say. Because your taste? Okay. Okay. Really? Yeah. Also, not 100% my taste, it's 1000% my taste. Oh wow. Wow. Ma Tu, your reign is over. My radar is going down. Wow, surprise, guy. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe cái bài mà thắng thế nào, thắng thế nào, thắng thế nào, thắng thế nào. Nhưng thực chất tiền thân của nó là một bản nhạc Việt của Quang Hùng Master D, lại rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Và Ma Thum của chúng ta thuộc không sót một từ nào. This is the first Vietnam song that I know and I sing in Thai, because in Thailand it's very popular on every social media, TikTok, Instagram, Facebook. This is a great song, great singer. Thank you. Can you sing in the Thai part? Yes. มันนานแค่ไหนที่ตัวฉันไม่มีเธอหรือวันนี้ที่ฉันได้ฝาดฟันเขาวันนี้เราเจอกันขอให้ฉันได้เพียงยอมรับวันที่เธอฉันและเธอใจสลายหายไปกับฝน Thank you Martin. I love this song. Chào em có thể giới thiệu cho mọi người biết em là ai? Đầu tiên em xin chào anh Trần Thành và các vị ban cố vấn và một người rất xinh đẹp ngày hôm nay. Thì em tên là Hoàng Long và hiện tại em đang là một talent ở Việt Nam. Em sinh năm 2001 ạ. Trời ơi, very, very fresh. Yeah, fresh. Trẻ quá trời. Em đang làm công việc gì? Hiện tại thì em đang làm người mẫu, diễn viên và một influencer. Hồi nãy em nói buồn cười là như thế nào, anh muốn hiểu rõ hơn về cái hashtag của em. Như em đã nói, nó có một câu chuyện rất dài. Nó bắt đầu từ những cái mối tình của em. Và cái mối tình mà em có lẽ là nhiều cảm xúc nhất là một năm trước. Bọn em gặp nhau vào cái thời điểm mà lúc mà em mới vào Sài Gòn. Được vài tháng thì bắt đầu bạn ý nhắn tin cho em và bọn em bắt đầu nói chuyện nhau nhiều. Thì em có một cảm xúc rất lớn với bạn ý. Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ vẫn như thế nếu như mà em không phát hiện ra được cái việc là bạn ý có ba người tình trong cùng lúc yêu em. Đáng buồn cười là em lại tha thứ cho bạn ý đến tận 3 lần. Ba người khác nhau ở ba thời điểm khác nhau luôn? Hay là ba người đó cùng một thời điểm? Nó cách nhau vài tháng. Ô chứ bạn này xếp lịch giỏi chứ nhờ. Rồi làm sao em phát hiện được là người ta có ba người cùng một lúc? Cái thời điểm mà em đang quen bạn ý thì bọn em rất là hạnh phúc.
Nhưng mà xong đùng một cái tự dưng bạn ý trở nên rất là lạnh nhạt và rất là hay nóng giận với em. Thậm chí có những lúc mà bạn ý không có nhắn cho em một cái tin nào hết. Cảm giác của em là em đã biết là có vấn đề rồi. Thế là em mới lùng sục khắp nơi trên Facebook. Bạn ý lại là người rất hay tặng quà cho em. Thì khi mà em tìm được cái Facebook của cái bạn kia thì bạn ý lại có những cái món quà y hệt những cái gì mà em được tặng. Và khi mà em sốc thì bọn em đã cãi nhau. Nhưng mà em vẫn chọn tha thứ cho bạn ý vì vẫn còn yêu bạn rất là nhiều. Cái tình huống mà giọt nước tràn ly là tình huống nào? Trước đó là đợt dịch, em có ở chung bạn ý bởi vì bạn ý nói là bạn ý muốn chăm sóc cho em. Nhưng mà em biết có một người khác và cái người đó liên hệ với em, nói em rất là nhiều thứ kinh khủng. Lúc đó em rất là đau lòng, nhưng mà tại vì là dịch nên không có đi được đâu cả. Và em đã có một suy nghĩ rất là kinh khủng, đó là chết luôn đi. Chết luôn đi, khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa. Tại vì lúc đó em đang bị khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về tinh thần, và cái chỗ dựa duy nhất của em thì lại như vậy. Nhưng mà em vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi mà em rời khỏi đó. Sau hôm đó thì bọn em nói chia tay. Nhưng mà khoảng cỡ một tháng sau thì bạn ý lại nhắn tin cho em. Và bạn ý lại mời em đến nhà ăn uống. Thì thật ra là mọi người cũng biết là còn yêu thì sẽ như vậy. Và em lại quyết định chọn một lần nữa quay lại. Nhưng mà cái đêm hôm đó lúc bạn ý đang đi tắm thì em ở ngoài có phát hiện ra vài thứ. Vì có hai phòng vệ sinh lận. Thì cái phòng vệ sinh bên kia có bàn chải mới, như là trên sofa này nọ các thứ đều có rất nhiều dấu hiệu của người thứ ba. Đêm hôm đó em nằm cạnh bạn ý. Bạn ý ngủ rồi nhưng mà em nằm em khóc. Và em nói là ok, đến lúc tha thứ cho bản thân mình và tìm một cái điều tuyệt vời khác rồi. Sau đó thì em độc thân vài tháng và em sống rất là tích cực. Bây giờ thì em cũng có một mối tình mới rồi ạ. Thank God. Cho chị hỏi là em thuộc nhóm nào trong LGBT? Em là chẳng hạn như là kiểu nằm trên hàm dưới ạ. Không không. Không, ý là em có cảm xúc với con gái, em không. Ngày xưa thì em có thích con gái, nhưng mà buồn cười ở một chỗ là ngày xưa em cũng bị bạn gái em cắm sừng. Ồ, có luôn hả? Dạ vâng, em đưa bạn ấy đi chơi bạn thân của em trong lớp. Và sau đó thì hai bạn ấy yêu nhau luôn và em không biết điều đó. Có nghĩa là khi em đưa bạn gái mình gặp bạn thân, thế là bạn gái em thân với bạn thân em hơn em. Vâng. Cuối cùng rằng là em mới phát hiện ra là từ đó phụ nữ đã không còn sức hấp dẫn với em nữa. Yeah. Mấy năm sau thì em không có quen ai thì tình cờ một ngày em đi tập gym, tự dưng em nhìn được những bạn ở trong đó khá là hot nên là em thích. Sau đó thì em biết là em theo cái gì rồi. Với những gì bạn chia sẻ thưa quý vị thì tôi nghĩ là bạn nằm trong nhóm G. Yeah, G. Có nghĩa là khi mà bạn thích phụ nữ từ những ngày đầu ấy, ngay lúc đó có thể là bạn thích thật, nhưng chỉ cần họ bắt đầu trải nghiệm với những người con trai thì họ sẽ không còn cái feeling ở bên nhóm nữ nữa. Nghe câu chuyện của em á thì chị đang không biết là làm sao hoặc là bằng cách nào em có thể vượt qua cái điều đó. Khi mà cái cảm xúc đó nó đến ý, thì em luôn nói một điều rằng là kiểu gì thì hôm nay không kết thúc thì mai nó cũng sẽ kết thúc, mà mai không kết thúc thì mấy tuần nữa. Và em luôn luôn tận hưởng những cái niềm vui mới. Em không có để cho mọi người bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực của em. Em biết không, những người tình cũ, đặc biệt là những người không tốt với mình, dạy mình rất nhiều em ạ. Cho nên hãy biết ơn họ đã trải qua cuộc đời của mình để dạy cho mình những bài học mà không ai có thể dạy được mình. Và có một thông điệp tuyệt vời mà chàng trai trẻ này cho chúng ta. Hãy nói với mình rằng là nỗi đau đó sắp kết thúc rồi. Cố lên một tí nữa, chúng ta sẽ vượt qua. Em có một cái thông điệp gì có thể truyền tải đến cộng đồng LGBT không? Thật ra thì cái việc sống đúng với giới tính của mình nó không phải là một cái gì tội lỗi cả. Em là con một và gia đình của em rất là khắt khe việc đó. Nhưng mà ngày hôm nay em đứng ở đây, em nói với tất cả mọi người là em là một người trong cộng đồng LGBT và em tự hào về điều đó. Và em rất cảm ơn vì cuộc sống đã đưa em đến với chính cái bản ngã của em để em được là em của ngày hiện tại. Và em nghĩ rằng các bạn không cần phải sợ gì hết, bởi vì là yeah, your life, cuộc sống của bạn mà. Wow. Thơ một cái đi. Mà Tom, you want? Oh, I want to cry. Okay. Okay. Give hug. Him a hug. Give him a hug. Thailand hug. Thank you. Cảm ơn các. Cái gì? Em có muốn một lời hẹn đi ăn tối không? No, because I have boyfriend. Boyfriend. Yeah, boyfriend. Yes. My tongue give up. It's not a problem.
I can joy. Just kidding. We can be a good friend. Good friend. Okay, thank you so much. Yeah, we can be a good Sorry. friend. It's good, it's good. Cảm ơn em trai. Một người đàn ông rất là đẹp trai, trẻ trung và suy nghĩ mọi thứ đều tích cực. Cảm ơn mọi người. Trước khi chia tay, mình nói với bạn nữ vài lời em nhé. Em chào chị. Hello em. Chị thực sự là một người rất xinh đẹp. Nói thật là em không thể rời mắt. Có lẽ là do thế nên mọi người mới đoán nhầm. Nhưng mà em mong rằng với tất cả những sự tuyệt vời này thì chị sẽ tìm được một người ở trong kia để mang lại tất cả những hạnh phúc cho chị. Chúc chị may mắn. Chị cảm ơn em. Cảm ơn em trai đã đến với chương trình. Cảm ơn mọi người. Thank you. Dễ thương quá ha. Podcast Mở, chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows.